Ngay bây giờ sẽ vào chỉ cho các ông mấy cái chiêu bắt cầu này. Muốn bắt được cầu thì các ông phải đọc được cầu nhá. Ông phải đọc được cầu thì ông bắt được cầu. Để ông nhìn này, thấy toàn là tài này, nhìn chưa, dày đặc nguyên tài chưa. Nguyên tài thì các ông phải đọc được vị ngay của nó, là rồi nó sẽ dần dần nó sẽ chuyển sang xỉu thôi nhá. Rồi dần dần nó sẽ phải sắp chuyển sang xỉu, nhưng hiện tại bây giờ nó vẫn đang là tài đấy. Biết chắc là nó dần dần nó sẽ chuyển sang xỉu, tài nó sẽ dần dần giảm đi, nhưng chưa biết đến lúc nào thì nó mới sang nhá. Rồi nó sẽ sang, nó sắp sang rồi, nhưng chưa biết đến cụ thể cây nào nó sẽ sang, chỉ ước lượng là như thế thôi. Thì bây giờ vẫn phải đánh vào tài nhá, đánh theo cái đã đấy. Khi nào mà đứt phát thì chuyển nó đánh xỉu luôn, được chưa? Chưa biết đến lúc nào nó mới đứt cái tài này, nhưng chỉ ước lượng được là nó sắp đứt, là chuẩn bị là sẽ lệch sang bên xỉu nhiều. Trước mắt thì vẫn phải đánh vào tài nhá. Khi nào mà nó đứt cái này, nó đứt cái nó sang xỉu phát nhá, thì là quay ngoắt sang đánh bệt bên xỉu luôn nhá. Quay sang đánh bệt bên xỉu luôn. Còn thời điểm hiện tại thì vẫn phải đánh tài này, vẫn phải đánh tài nhá. Tôi vừa ăn được 5 củ đấy. Bây giờ tôi đánh 5 củ nữa vào tài này. Tôi đánh 5 củ nữa vào tài. Đến khi nào mà nó chạy sang xỉu thì lúc đó là cứ quay sang là đập nguyên bên xỉu thôi nhá. Còn thời điểm này là phải đánh vào tài. Nếu thời điểm này mà đánh vào xỉu là quá sớm luôn. Có nhiều ông sẽ đánh đón trước kiểu đấy, đánh đón trước xỉu đi, nhưng mà nó sẽ rất sớm. Có thể là nó ra 3, 4, 5 cây tài nữa thì các ông đã hết tiền rồi, còn không còn nuôi được xỉu nữa. Bây giờ phải đánh theo vào mới là cái chiến thuật đúng nhất này. Đấy, 5 củ tài này lại ăn tiếp này. Khi nào nó chưa về xỉu đi thì cứ phải đánh vào tài cho tôi. Đến lúc nào nó sang xỉu phát thì quay ngoắt sang chuyển đang đánh đập hẳn dên và xỉu luôn. Đấy. Bây giờ tài cực kỳ nhiều nhá. Vẫn đánh tài tiếp thôi. Vẫn tài tiếp. Khi nào mà nó dứt tài phát, nó thấy ra một cây xỉu thôi nhá. Ra một cây xỉu thôi là bắt đầu chuyển sang là đánh. Chỉ đánh một bên cửa xỉu thôi. Thua phát là nhân đôi ngay. Thì kiểu gì là cũng phải ăn. Chắc chắn là cũng phải ăn. Đấy các ông, nếu mà các ông chơi nha, các ông bắt cầu thì các ông phải đọc được cầu. Còn các ông muốn bắt cầu nhưng các ông lại đếch đọc được cầu thì nó là trở thành vô nghĩa luôn nhá. Vô nghĩa luôn. Lúc nào trong người anh phải có năng lượng lên. Đấy, chơi là phải nhìn cái vẻ mặt của nó, vẻ hớn hở lên thì mới được. Đừng ngủ rũ quá đấy. Khi mà các ông quyết tâm á, thì cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp ông làm được điều đó. Đó là những cái câu mà thành ngữ nó nổi tiếng rồi nhá. Tự nhiên là mình có cái nguồn năng lượng dồi dào là cả vũ trụ sẽ hợp sức vào để giúp mình đạt được cái mục đích đó. Bây giờ sang xỉu này, bây giờ sang xỉu đánh dên và xỉu nhá. Chắc chắn là bây giờ nó sẽ đổi sang là nó sẽ xa xỉu nhiều, hoặc ít nhất là không nhiều xỉu thì nó cũng phải ngang ngửa nhau. Ngang ngửa nhau, nếu ngang ngửa nhau trường hợp mà xỉu và tài nó sẽ, bây giờ nó sẽ ra cân bằng nhau đi, thì nó sẽ là một cái bước đệm để dần dần nó chuyển hóa sang cái tình huống là xỉu sẽ nhiều. Trước khi nó chuyển sang xỉu nhiều thì nó phải có một giai đoạn vùng biên của nó, là vùng đệm của nó, là nó sẽ phải là cây xỉu cây tài, cây xỉu cây tài. Đấy là hai trường hợp nhé. Một là nó có cái vùng đệm như thế, hai là nó chuyển ngoắt một cái sang là toàn xỉu luôn. Bây giờ tôi sẽ đánh xỉu, tôi đánh lên 7 triệu này, tôi thua cái 5 triệu thì phải đánh lên 7 triệu để kiếm lại 2 triệu. Nhưng không, đánh 1 triệu thì nó nhận gì? 1 triệu gỡ nào được nhá. Đánh 7 triệu xỉu ấy. Tôi đánh 7 triệu xỉu ấy. Không phải nề hà gì nhá, không phải sợ xịt. Vẫn thua này, thua là 7 nhá. Cây 5 triệu, cây 7 triệu là thua mất 12 triệu. Cây này tôi sẽ đánh tiếp, nhân phát nữa lên này. Tôi đánh sẽ đánh lên 20 triệu này. Tôi đánh số tiền dư thôi là 18 triệu. Tôi đánh 18 triệu xỉu nhá. 18 triệu xỉu thì không bao giờ có thể trượt được cây này. Cây này nó là khẳng định rồi. Bởi vì bây giờ tôi đã xác định được rồi nhá. Tôi đã xác định được là nó xoay chuyển dần dần sang xỉu rồi. Thì lấy đâu ra mà tài nữa. Cái nhìn cả cái bảng cầu này, các ông nhìn cái khung cầu ở bên dưới. Thì có 3 hột xỉu nữa, còn lại là nó nguyên tài. Mà không chỉ ở thời điểm này nhá, mà còn trước đấy nữa, mãi về trước cũng là toàn tài đâu. Thì bây giờ lấy đâu mà tài mà nhiều đến ạ.
Bố nó đẻ ra cũng không đẻ được ra nhiều tài như thế nhá. Bây giờ phải là xỉu mới là đúng. Nếu nó đánh tài cây này ông chết liền. Tôi khẳng định luôn, tôi khẳng định luôn, ông nó đánh tài cây này thì ông chết như dệt luôn. Chưa? Bây giờ cứ xỉu mà dập cho tôi nhá. Tài xỉu các con game cầu thì nó cũng là hao hao như nhau hết thôi, nó hao hao như nhau hết thôi nhá. Dù có là Sun Win, có là Go 88, có là 68 game bài, có là thiên đường trò chơi, có là CF 68, có là Mana 88, có là biển đỏ đi nữa nhá, có là iWin, có là aWin, có là kaWin, đều hao hao như nhau hết đâu. Tôi lại đánh 5 triệu vào vào giờ và xỉu cho các ông nhìn luôn này, này không, các ông lại bảo là tôi lại đánh cầu nó vớ vẩn nhá. Đấy, phải biết đọc cầu thì mới ăn được, chơi nó phải rẳng cấp đó, phải chơi phải rẳng cấp đấy. Giờ đánh 5 triệu xỉu thôi, chơi thế chứ trời, các ông chơi đánh như thế toàn thua rồi để chơi gì, chơi thế thì bao giờ gỡ được nhá. Ông nào muốn chơi thì link tải game tôi để ở trong mô tả nhé, để trong phần mô tả vào là tải game về chơi thôi, vào chiến đấu cùng với tôi này. 5 triệu triệu trượt bố này, 5 triệu trượt này, 5 triệu trượt, bây giờ đánh gấp cho phát nữa lên, tôi đánh 10 củ của xỉu thì nó chả phải chết, nó phải chả phải chết chứ chạy đâu, sống làm sao được. Tôi đã ước lượng hết rồi, bây giờ là đúng nó đang ở giai đoạn vùng đệm này, cây xỉu cây tài, cây xỉu cây tài nhá. Trong 4 đến 5 cây nữa là nó sẽ chuyển sang hạn bên xỉu nhiều luôn, tôi dám khẳng định luôn. Vì tôi dám khẳng định nên tôi sẽ đánh cây này là 10 triệu là đánh chắc ăn luôn nhá. Đánh cây này chắc nghịch luôn, không có cửa nào mà trượt được luôn nhá. Các ông xem đây, đăng ký kênh cho tôi cả đi do lấy động lực nhá. Đăng ký kênh lấy động lực, chưa? Đăng ký kênh ý. Tôi đánh nốt cây này là tôi nghỉ này. Tôi đánh ăn cây này tôi nghỉ cho các ông xem này. Là tôi hôm nay tôi ăn 20-30 mét nhá. Ăn 20-30 mét thôi. Thế là đủ mục tiêu. Đủ mục đích của mình rồi, không tham vọng quá nhiều nhá. Có 50 triệu mà 40 triệu mà tham vọng ăn tận 80 triệu chết nhá.